gì vậy? Bà bị sắt á hả? Bà bị sắt. Tôi đâu tôi đâu hả? Bà bị sắt tôi. Bà bị sắt rồi. Bà bị sắt. Bà bị sắt. À, nổ đi. Điện thoại của tôi mà. Thôi của ba mà. Thôi của tôi mà. Ừ. Điện thoại của ai? Điện thoại của ba. Chứ không phải điện thoại của tôi hả? Cho ba xem đi cho. Điếc lỗ tai. Điếc lỗ tai. Điếc lỗ tai. Gớp. Gớp. Gớp với chút bố văng nước miếng tầm lum hết trơn. Thôi mà. Chú bé ơi giờ. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Không có làm nữa. Chút bẻ ơi giờ. Lấy nó tay ra. Nghỉ chơi với chút bẻ luôn. Không có để nó tay trong đó. Tại nó gớm mà làm hoài. Túc tắm chưa? Tắm chưa? Mình mẩy thì gớm. Gớm quá. Ghê. Mẹ Chúc đâu rồi? Mẹ Chúc đi làm rồi. Đi làm đâu, đi làm. Nãy đi đâu? Nãy đi trốn rồi. Trốn rồi hả? Nãy đi trốn rồi. Nhớ đi chùa mà. Nhớ đi chùa. Mẹ đi chùa hả? Đi chùa gì hả? Chùa bà. Bà gì? Bà nội. Đi chùa bà Năm. Đi chùa bà Năm. Bà nội đâu bà nội. Đi chùa bà Năm. Đi với ai hả? Đi với bà. Bà gì? Bà Tây Thấy. Đi với bà Tư Thí hả? Đi Tây Thấy. Rồi mẹ nãy chở ai hả? Mẹ ở bà bà. Chở ai? Ở bà bà. Bà bà là ai? Bà bà. Chở bà ngoại. Chở bà ngoại. Đi xuống dưới đi với ai? Đi xuống dưới bà Năm. Đi bà Năm hả? Nhìn cái con thấy ghê quá chút ơi. Mình mẩy thì gớm. Giờ mẹ đi, mẹ nghỉ tắm cho con luôn. Mẹ tắm.
Quay lưng lại coi, mặc áo số mấy ạ? Số 23 hả? Rồi quay lại. Đâu con đếm từ 1 tới 100 coi. 1 dưới 100. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sao nữa? 9 10. 10. 11. 11. 12 13 14 15. 15 15. 17 18 19 20. 7 10 20. 98 99 100. 99 100. Giỏi quá. Chúc mẹ đếm được tới 100 luôn. Quay mặt lên coi. Quay mặt còn xạo không? Đó mặt xạo sao đâu? Gì vậy? Làm gì em? Ba, nó nghe. Ba. Ừ, xe hả? Ba, ừ. Ẩm cái ngoại coi hả? Ngoại coi. Rồi, rồi.